Quý vị và các bạn thân mến, huyện ngoại thành Cờ Đỏ đã có những giải pháp căn cơ với quyết tâm xóa mù bơi cho các em học sinh của địa phương nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng đuối nước ở trẻ em. Và ngoài nguồn kinh phí của nhà nước thì hiện nay tại huyện Cờ Đỏ còn huy động nguồn xã hội hóa mở các lớp dạy bơi được nhiều phụ huynh đồng tình ủng hộ. Cô với thầy ở đây dạy thì cũng rất là nhiệt tình, tận tâm dạy cho các cháu. Bé học nay cũng đâu hơn 10 buổi mà bơi giáp hồ được 25 mét là bơi giáp rồi đó. Xuất phát từ cái việc là nhìn thấy rất là nhiều cái hoàn cảnh trẻ em bị đuối nước rất là thương tâm. Vì vậy là với cái mong muốn là góp phần công sức của mình giảm cái tỷ lệ xóa mù bơi xuống thấp nhất có thể. Mỗi một em được biết bơi thì cái khả năng đuối nước của chúng ta được giảm đi rất là nhiều. Đó là một cái niềm vui mà trong cái sự nghiệp cũng như là cái nghề thể thao mà chúng em cố gắng mong muốn đạt được nhằm đóng góp công sức của mình cho cái xã hội mình nó tốt đẹp hơn. Một lớp tập bơi của các em ở hồ bơi thuộc xã Thế Xuân, huyện Cờ Đỏ, do cô Nguyễn Thị Cẩm, giáo viên trường tiểu học Thế Đông 2 hướng dẫn, bước đầu mang lại hiệu quả. Đây là một trong những lớp theo mô hình xã hội hóa từ nguồn kinh phí đóng góp của phụ huynh. Bên cạnh đó, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Cờ Đỏ hàng năm đều phát động phong trào toàn dân tập bơi, xóa mù bơi với nhiều hình thức tuyên truyền mục đích xóa mù bơi, mở các lớp tập bơi cho trẻ em, tổ chức giải bơi lội nhằm tạo phong trào sôi nổi trong toàn dân với quyết tâm xóa mù bơi ở những vùng sông nước huyện ngoại thành Cờ Đỏ. Con thấy học bơi có thể giúp mình bơi giỏi hơn, tiếp xúc với nước giỏi hơn và trong đó có những cái bạn bè rất là thân thiện. Những bạn đó có thể cố gắng học bơi mà mình có thể xóa mù bơi. Con hy vọng là sau này con sẽ bơi giỏi hơn và các bạn cũng vậy. Trung tâm Văn hóa Thể thao Đài Truyền thanh huyện đã phối hợp với huyện đoàn Cờ Đỏ, cụ thể là cái bộ phận hội đồng đội để mà chiêu sinh các lớp bơi. Nhằm mục đích là xóa mù bơi và cái thứ hai nữa là cũng tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho các cháu sau một năm học trong cái dịp nghỉ hè. Tới đây từ ngày 19 tới ngày 30 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức hai lớp bơi phòng chống đuối nước cho học sinh trẻ em trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó có một lớp ở huyện Cờ Đỏ từ ngày 19 tới ngày 23 tháng 7. Theo kế hoạch tuyên truyền xóa mù bơi trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đây cũng là giải pháp giúp địa phương giảm thiểu tình trạng đuối nước ở trẻ em.